Đền tưởng niệm các vua Hùng ở phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 12 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2022, đội bảo vệ khu di tích này đang phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra vụ một nam thanh niên tử vong tại đây. Nạn nhân được xác định 31 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An. Sáng cùng ngày, du khách tham quan khu di tích đền tưởng niệm các vua Hùng bất ngờ phát hiện một nam thanh niên nằm bất động. Đến kiểm tra, du khách phát hiện nam thanh niên đã tử vong. Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay màu xanh xám, quần jean màu xanh. Nạn nhân chết trong tư thế nằm úp mặt trên ống cống bên trong bãi cỏ, trong túi quần có nhiều tiền mặt. Đội bảo vệ khu di tích đền tưởng niệm các vua Hùng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, trấn an du khách. Lực lượng chức năng cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Lực lượng chức năng phát hiện xe máy mang biển số dựng gần đó cùng một chiếc cặp màu đen, bên trong có một lá thư. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.